Truyền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ Sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí luôn ý thức được tầm quan trọng của sự chung tay góp sức từ cộng đồng trong việc hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân ung thư. Do đó, phòng khám không ngừng nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo sự minh bạch trong sử dụng nguồn tài trợ, cũng như thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã đồng hành cùng phòng khám trong suốt thời gian qua. Mở rộng phạm vi hỗ trợ bệnh nhân ung thư với sứ mệnh mang đến hy vọng cho bệnh nhân ung thư trên khắp mọi miền tổ quốc, phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã và đang tiếp tục mở rộng phạm vi hỗ trợ tiếp nhận và hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân ung thư từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Nhờ vậy, nhiều bệnh nhân có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cao, góp phần nâng cao tỷ lệ chữa khỏi và kéo dài thời gian sống cho người bệnh, nâng cao chất lượng phục vụ. Phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí luôn chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân ung thư, thể hiện qua việc đẩy mạnh tác phong thái độ phục vụ. Phòng khám thường xuyên tổ chức các hoạt động đào tạo cho đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên y tế nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và ứng xử với bệnh nhân. Đồng thời, phòng khám cũng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, tạo sự thoải mái và an tâm cho người bệnh. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phòng khám không ngừng đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, tiên tiến, cũng như xây dựng các hạng mục công trình phục vụ bệnh nhân ung thư một cách bài bản, tiện nghi. Nhờ vậy, người bệnh được hỗ trợ điều trị trong điều kiện tốt nhất, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã và đang khẳng định vị thế là một điểm tựa vững chắc cho bệnh nhân ung thư trên hành trình chiến đấu với căn bệnh quái ác. Phòng khám cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố niềm tin của cộng đồng và chung tay góp phần đẩy lùi căn bệnh ung thư, căn bệnh quái ác của thế kỷ. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, tin vui cho bệnh nhân ung thư tại phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Nhờ sự chung tay góp sức của cộng đồng, phòng khám đang trong quá trình xây dựng phòng ngâm chân dành riêng cho bệnh nhân ung thư. Đây là tâm nguyện của cha Pedro Nguyễn Văn Tường trong hành trình hỗ trợ điều trị ung thư cho bệnh nhân ung thư và là minh chứng cho tình yêu thương, sự quan tâm của cộng đồng dành cho những mảnh đời yếu kém may mắn. Sự đóng góp quý báu này cũng sẽ tạo nên một không gian ấm áp, tiện nghi, góp phần nâng cao chất lượng hỗ trợ điều trị và tinh thần cho bệnh nhân ung thư. Việc xây dựng phòng ngâm chân là một bước tiến ý nghĩa trong hành trình hỗ trợ điều trị ung thư của phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Phòng ngâm chân không chỉ giúp bệnh nhân thư giãn, giảm đau nhức mà còn hỗ trợ nâng cao hệ miễn dịch, cải thiện sức khỏe tinh thần, góp phần trong quá trình hỗ trợ điều trị ung thư đạt hiệu quả cao. Phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí luôn mong muốn nhận được sự chung tay góp sức của cộng đồng để có thể tiếp tục thực hiện sứ mệnh hỗ trợ điều trị ung thư, mang đến niềm hy vọng và sự sống cho những bệnh nhân ung thư. Mọi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều vô cùng quý giá và sẽ góp phần tạo nên những điều tốt đẹp cho bệnh nhân ung thư trong giai đoạn hiện nay. Hội tên Nguyễn Hữu An, đến từ mà Thoại Sơn, An Giang. Kế chịu chức của bệnh á là nó cầm lên hết trơn, nó cũng không biết cái gì để chồng được về dày hả, rồi đi khám ở trên là bệnh viện mà đại học bây giờ thì khám đại đại tại đại học bây giờ thì khám ra là nó bị là chồng được về dày đó, viêm phản vệ, nhưng mà nó chưa có tròn 2 tháng nữa, bất cứ cái gì cũng cấu phát, huyết áp đi mà cái gì cũng cấu phát, có bao nhiêu đó, chưa đầy 2 tháng nữa nó ốm, con người nó rút rút xuống, rồi con nhỏ cháu nó mới móc qua ở bên mà bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch rồi nó khám là nó cho ra là cái bầu ung thư,
tế bào ung thư xong rồi đó, rồi mới là xin giấy chuyển rồi thần huyết học. Thần huyết học mà là thần huyết học đó nằm ở sau này cái đường gì mà nằm ở gần Long An á, ra đó là tới cuối cùng nó đòi là lấy cẩy đặng mà nó mới biết là có ung thư hay không đó. Ở đầu trời là cương quyết không có lấy, nhưng mà lọt vô cái bệnh viện huyết học đó rồi đó, là một ngày là phải là trên 3 triệu một ngày. Còn tụi em không có tiền. Chứ hai nữa là cũng có coi clip về ông cha ở dưới này, cũng vô lắm rồi nha, cũng có là mấy bà chị mới theo hồi lúc ông cha cần còn sống nè. Rồi bây giờ là cương quyết về dưới này điều trị. Ăn tương đồ là y viên hết, nói chung quy là cũng là chủ một phần chủ rồi là hủ. Không kinh tế gia đình ấy thì cũng ổn luôn. Nhưng mà bây giờ mình đi theo như vậy á, 400-500 triệu nó bay hết. Mình bay luôn cũng vui đi. Mình không bay mà ngầm ở đó một chút xíu gì. Còn cái nó gánh nóng đợi người ta lại, người ta tu nhà, tu cửa, tu này, tu kia, tu nhỏ, không rồi. Thật ra giờ phút này, giờ phút phiến mãi của mình rồi. Phiến mãi thêm được bao nhiêu mình tin tưởng cha đó, càng tin tưởng thì mình càng được thêm nhiều. Không ngờ qua đây là nó rất tốt luôn, nó rất khỏe phấn của người luôn. Bị cái hướng á, ở nhà hồi lúc còn ăn mặn á, một ngày nó cũng dấy lên một khía rồi, chứ không phải đấy. Chứ còn ung thư là cũng chưa có chắc là xác định. Mà nó đòi gâm vô cái tỷ là không cho đó. Tại vì mình đã chuyển cái hướng của mình, cái gâm của mình á, đã đi về, đi theo cha rồi. Ở nhà đã giao cho thằng cha với dâu rồi. Nhỏ gái có chồng ở trên Đồng Nai thì nó có con, có cái với nhau, vợ chồng nó đồng một với nhau chẳng rồi. Nói tâm lý là rất thoải mái. Còn cái chủ là cậu hủ là giờ cho nó biết đi, giao lại cho con dâu với thằng con trai quản lý, không thể sẵn sàng vui vẻ mà nó thoải mái luôn. Nhưng mà chưa biết nha, nếu mà về nhà mà phát hiện ăn cơm được thì cũng ăn chay trường luôn. Nhưng mà cái cấp đó là hứa sau, nó chỉ còn giờ 3 tháng 6 tháng, bất cứ cái gì là tuân thủ hết. Mình sợ mình nói mà mình là không được là không có đúng. Cuộc đời mình 1 là 1, 2 là 2, chứ không có 1 là 1. 1 với 1 là 3, không có được. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời.
chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Để niềm tin đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Thấy những bước chân tiến vào giữa
cùng thế giới. Người đi trong nước mắt và người về trong câu ca, tay ôm bó lúa lòng mừng bao la. Đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi. Đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân gieo khắp nẻo đời. Ai gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong vui sướng. Ai đi trong nước mắt sẽ về giữa tiếng cười. Ôi đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới, loan tình thương Chúa Trời, loan niềm vui cứu đời cho mọi người và mọi nơi. Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào